em là em vẫn có niềm tin vào anh ấy là em thấy hay. Hay đó. Với kinh nghiệm mùa thứ hai em chơi thì em sẽ đoán tất cả mọi người đã không hay. Vậy là sai lầm. Để mà đánh lừa đối phương, còn người nào hay mình giữ cho riêng mình thôi. Sao ích kỷ vậy em đi? Em chơi thì chơi ai, đi về chơi với. Ủa tại sao anh không bảo vệ đồng đội của chúng sai vậy? Anh cứ ngồi im bằng bên tay mãi vậy. Nó anh sai. Kỳ quá đi. Nó sai bảo vệ chúng chửi hả? Jun, sao em? Sao à lâu vậy? Em quên em nói mình nói gì á. Trời ơi Jun ơi. Cái gì vậy Jun? Em là quán quân đó Jun. Dạ. Quán quân lâu lâu cũng nó quán gà nha. Thưa tất cả khán giả, em tới đây ngày hôm nay với vai trò sẽ tìm ra được giọng ca xuất sắc nhất qua ánh mắt nhà nghề của em. Ánh mắt nhà nghề ghê không? Trời ơi, không thấy ánh mắt ba gai lắm luôn á. Thiệt. Hai đầu đó một lát mà hát dở, trời đất ơi, nó đã lắm. Cái ban biên tập sẽ tua là cái đoạn đây là ánh mắt nhà nghề. em sẽ quay lại lợi hại hơn xưa. Okay. Tôi nghĩ hát hay luôn. Em cũng nghĩ là hát hay á. Trời ơi, sao nhiều người nghĩ vậy? Vì sao? Em cần một lý do. Mấy anh không thể nào nói xuông như vậy được. Trời ơi. Trời đất ơi. Thằng Phá giống như là lâu quá nó bị tù túng, nó bức bối trong não á. Con không có cãi rồi. Phát nó chưa có người yêu luôn á. Không, thật ra là tại thấy mọi người đang đồng quan điểm với nhau thì muốn cho mọi người có chút xíu không khí thì em nghĩ là bạn này không hay. Khí em ơi, cái không khí em đưa đến là không khí ngột ngạt đó. Đây là vị trí như đã từng nói chung chương trình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin Fort hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Anh Thạnh. Thôi chọn anh ạ. Anh có xích em về đội của anh không? Why not? Em đẹp lắm. Thôi anh đừng có trả lời, em biết mà. Nhưng mà em sẽ chọn về đội vàng. Em sẽ chọn về đội vàng. Trời ơi, trời ơi. Em giống như là vừa mới tạt một gáo nước lạnh vô mặt Tấn Thành. Nhớ nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Không phải. Tạt nước vô mặt tôi nghe chưa? Tại vì em nghĩ là em về với anh Giang thì cái nhan sắc với chiều cao của em nó được tôn lên hơn. Em nghĩ là anh sẽ đồng ý hả? Ủa anh không đồng ý em cũng chui về đó. Mà em thấy cái anh này hình như là làm nghề chăn nuôi heo thiệt á. Sao thì vậy? Cái gì? Cái mặt người ta hả, bỏ đồ ăn vô cho heo, thấy cái mặt vui sướng chết, trời ơi, ăn kia, kiểu là cái mặt rất là ngạc nhiên luôn mà chăn nuôi heo cái gì trời. Em là em vẫn có niềm tin vào anh ấy là em thấy hay. Hay đó. Với kinh nghiệm mùa thứ hai em chơi thì em sẽ đoán tất cả mọi người đã không hay. Vậy là sai lầm. Để mà đánh lừa đối phương, còn người nào hay mình giữ cho riêng mình thôi. Sao ích kỷ vậy em đi? Em chơi thì chơi ai, đi về chơi với. Ủa tại sao anh không bảo vệ đồng đội của chúng sai vậy? Anh cứ ngồi im bằng bên tay mãi vậy. Nó sai. Anh kỳ quá đi. Nó sai bảo vệ chúng chửi hả? Không, anh sai rồi. Cái lúc mà cái đoạn mà cái mặt hát không hề say mê, em nghĩ là lừa đảo. Tại vì em coi nhiều, em nghiên cứu nhiều cái chương trình này lắm rồi. Ủa em nói nghe nè, em biết đây lừa đảo em tới làm chi vậy? Anh ơi, em tới vì vòng cuối cùng của chương trình này thôi. Em ơi, vòng cuối cùng em không có được tiền. Anh ơi, tới bao giờ mới nhận được ra là nó không có muốn tiền, nó muốn hát anh ơi. Em chỉ muốn hát thôi, em không cần tiền gì hết. Anh thấy chưa? Em thấy niềm đam mê của Ngọc, cái mộng của nó là được hát. Trời ơi, làm ơn có ai chập tắt cái mộng đó giùm anh không? Thiệt sự nếu mà cái cô này cô đẹp như vậy mà cô hát dở chắc hay lắm nha. Đã có rất nhiều trường hợp đó xảy ra trong chương trình của chúng ta. Em thì em vẫn thích cô này hát dở. Nhưng mà đeo mặt sao, nạ. Sao vậy anh? Sao anh thích kỳ vậy? Em ơi, em tưởng tượng một cái gì đó nó long lanh. Em tưởng tượng cái mặt này đẹp, bận bộ đồ vậy, bước ra hát dở banh nóc. Trời ơi, nó đã. Đó là một điểm nhấn của chương trình đó. Ồ, điểm nhấn đúng không? Nó sướng cái nư mình, hiểu không? Tức là khi mặc đồ đẹp mà hát dở banh nóc là hấp dẫn đúng không? Ừ, nó đã lắm. Anh đừng có nhìn em. Em nghĩ là hai anh nên chừa bạn này tới vòng ba người. Tại sao, tại sao? Để bạn ấy hát với em á thì em sẽ được tôn cái giọng hát của em lên. Yeah, why not? Đúng không anh? Ý kiến em quá hay. Nghĩ thế sao em? Em thấy bạn này đẹp. Chân thẳng. Ủa? Chân thẳng mà có chân thành không? Có chân thành chứ. Chân thành luôn hả? Dạ. Em được mà nhìn là hay chân thành hay dở chân thành? Em nghĩ là hay á. Em nghĩ, tại vì em nhìn vô ánh mắt của bạn ấy lóe lên một cái gì đó rất là đam mê về nghệ thuật, giống như là Ninh Dương Lan Ngọc vậy á, lóe lên. Có so sánh với em được không? Không, tại vì em là một người rất là đam mê nghệ thuật và anh công nhận điều đó và khán giả cũng công nhận điều đó. Anh phải công nhận tiếp một câu nữa thì em mới vui được. Em là một mẫu hình mà mọi người luôn luôn phải nhìn vào để tranh né trong âm nhạc.
Không, đừng có sai rồi. Nghe nè, nghe anh Giang bảo vệ em nè. Trong cuộc sống chúng ta khi làm nghệ thuật có thể hát hay hay không hay, điều đó không quan trọng bằng việc đam mê và mang tới nụ cười cho khán giả. Đúng vậy. Lan Ngọc là một trường hợp đặc biệt, đúng không? Tại sao mình phải quan tâm người ta hát hay không hay? Ui, dối lòng quá. Ok, đây là đồng đội của em. Đó là những gì em đã chọn. Em thấy lạ ghê luôn á. Hồi nãy em nói là cái chiến thuật của em là bây giờ ai cũng chê, là em nói là em nghĩ người ta hát dở. Xong rồi hả, ai cũng chửi em. Trời ơi, tại sao em vậy? Em chơi một mình mà rút cuộc đội kia ai cũng chơi dở chưa? Không phải, tại vì gì hát hay bên đây sao? Người ta chưa tới mà. Sóc Trăng, sao vậy em? Em làm sao vậy? Em có hận thù gì với đội bên này? Em thấy con gái người ta đẹp rồi em giật người ta. Còn Ngọc em thấy sao? Thật ra nãy giờ thật ra ừ ra luôn ừ sinh viên của sân khấu đó thật ra thấy thì hoang mang quá chứ cũng không biết bạn hát hay hát dở nữa. Dạ, nhưng mà em sẽ gom chung vô một kiểu luôn là hát dở giống em. Vậy hả, cho nó nhanh chứ giờ không biết, không cần luôn lý do gì luôn mà. Dạ. Sao thế, cái nhà bên đây làm sao? Em chẳng biết luôn ấy. Như anh bên kia có, còn có anh hả hướng dẫn đồng đội này nọ. Tụi em lần đầu tiên mới non nó có biết gì đâu. Đó là sự lựa chọn của em mà. Đó là sự lựa chọn của em. Em không có được sự lựa chọn luôn, em là người cuối cùng. Thôi em là như mình nhường cho con gái em nói làm gì, nhưng mà Ngọc là người lựa chọn trước mà. Em có ý kiến hả? Có thể cho hai cái anh quay phim mà đang quay ST với lại Lan Ngọc về nghỉ được không? Chứ bây giờ ngồi đây người ta không quay không nói, người ta đứng đôi chi tội. Nãy giờ em nói quá trời luôn nha anh Giang nha. Em còn nhắc anh là anh hãy nói đi, bảo vệ đồng đội mình đi. Quá hay. Ladies and gentlemen, nói về ẩm thực thì một cái quận ở Sài Gòn mình mà ẩm thực vô cùng phong phú, quận 5, đó chính là quận 5. Nhưng chúng tôi không chọn bởi vì ở đó ẩm thực ngon, phong phú, đa dạng, mà chúng tôi chọn theo sự ghen ghét và đố kỵ. Anh Giang, mình nên chọn số 5 đi. Ông số 5 mắc hay em. Không, đèn con em là em ghét hả? Có người nói vậy hả? Có em người có nói vậy không? Em nghĩ sao mà anh lại không tin? Chẳng thôi, em nghĩ đúng như anh nghĩ. Em nghĩ sao anh lại không tin? Nếu mà em như vậy thì em quá tự ti về nhan sắc của em. Sao tự nhiên em lại nghĩ em đi. Tất cả những gì lắc gặp nói là muốn mọi người vui thôi đúng không? Đúng. Xạo. 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 Thấy chưa? Không, số phận của tụi mình là với bên nhau. Thượng đế đã sắp đặt rồi. Những gì thượng đế đã sắp đặt, loài người không được phân ly. Rồi, làm gì thượng đế không được phân ly được sắp đặt yêu nhau. Trời ơi, mấy cái hội trường anh thấy Trường Giang hung chưa nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi. Một chàng trai ngoan, dễ thương, đẹp, xinh như thế này, nếu là phụ nữ thì mắc mới gì không yêu. Anh hy vọng là Nhã Phương không coi chương trình này. Và tự nhiên nói coi nó xong về mặt đỏ, không nói được câu nào. Trốn bỏ. Người ta vậy thì nó cỡ. Anh và nói em. À dạ. Duyên sáng thấy sao? Em là em thấy là những người mà nói được tiếng Pháp á là những người mà có một cái thanh nhạc cũng khá là tốt, tại vì tiếng Pháp là nó là zoom si po co co là nó điều phải mở khẩu hình nên mà cái bạn hồi nãy một nốt của bạn đó thôi mà em đã thấy rất là sáng rồi, thì em nghĩ là... Ủa vậy ai nói tiếng Pháp được là cũng hát hay sao? Đúng. Đa số bởi vì tiếng Pháp bây giờ rất là khó học á, mà thường bạn nào mà phát âm chuẩn mà làm được thầy giáo thì có thực ra hồi nãy ông không hề nói tiếng Pháp, khi bà kia giết ông thích nhẫn ông nói ai mua đó. Rồi cái bà kia nó phát cơn mưa ngăn qua, cơn mưa ngăn qua chứ không phải là bông chua gì đâu. Không, bông chua. Thôi nhưng mà kệ đi, bây giờ em chỉ cần nói là cái nốt mà anh ấy vừa phát âm ra em thấy sáng. Căng. Sáng thì là thấy là hát hay. Hát hay, cảm ơn em. Jun, sao em? Sao lâu vậy? Em quên em nói mình nói gì á. Trời ơi, Jun ơi. Cái gì vậy Jun? Em là quán quân đó Jun. Dạ. Quán quân của lâu lâu của mình nó quán gà nha. Nói chứ như em nói á, bạn đó lên đây nè, bạn đó nhép không có theo nhịp nhưng mà cũng thôi thờ ơ mà cũng không tự tin, không dám nhìn vào các bạn ở đây nữa, nên em nghĩ là bạn này hát không hay. Nhưng mà nhiều khi theo anh Tiến Thành nói là bạn này diễn thì sao, đúng không? Nhưng mà theo tâm lý của em nha, theo cái cảm giác của em thì hát không hay á. Ok, cảm ơn em. Thưa tất cả khán giả, em tới đây ngày hôm nay với vai trò sẽ tìm ra được giọng ca xuất sắc nhất qua ánh mắt nhà nghề của em.
Anh mất gần nghề ghê không? Trời ơi, không thấy anh mắc ba gai lắm luôn á. Thiệt, cái hai đầu đó một lát mà hát dở, trời đất ơi, nó đã lắm. Cái ban biên tập sẽ tua là cái đoạn đây là ánh mắt nhà nghề. em sẽ quay lại lợi hại hơn xưa. Okay. Anh nghĩ anh phải nói điều gì nữa? Tại vì trong fan list của em mà chắc chắn là phải sử dụng nhan sắc ngang ngửa với em thôi. Trời ơi, em cũng bị Sam lây bệnh rồi hả? Anh luôn nghĩ là mình có nhan sắc à? Sam. Bé nó nói đúng mà. Nhưng mà em nghĩ nha, thật ra hai bạn này mọi thứ đều cho ta một cái cảm giác hoàn hảo. Thì chẳng lý nào mà mình phải đoán là hát dở cả, hai bạn này hát rất hay. Nhưng mà dễ dàng cho bà Ngân mới cho mình ăn vậy sao em? Đôi khi chúng ta phải có những cái chiêu thức gọi là muốn vào hộp cơ hổ con, bắt con hổ lớn gì trong hang á. Muốn vô hang hộp cơm. Phải muốn, bắt con hổ con. Muốn bắt được cặp con phải nói chuyện với cặp mẹ. Đó, ý em vậy. Tức là nơi nguy hiểm nhất sẽ là an toàn nhất. Cái gì lồ lộ nhất sẽ là người hay nhất. Chào các em. Trời ơi, phải áo phát lên. Tôi định nói phát. Bữa nay mày bận áo công chúa à mày? Đâu. Vậy nhìn áo như có bắp cải vậy đó. Ôi, áo này áo của công chúa, áo của Hồ Ngọc Hà bận nè. Bây giờ nó có cái bèo mà có cái bản thiệt bự bèo. Không anh, thì em nhìn sao chứ anh nhìn thấy giống như cái thời trang của cái thời xưa mà ba chàng lính Ngự Lâm đó. Thì đó, triều đình rồi đó. Có lẽ là cái gu thẩm mỹ của em á, nó không có giống với mọi người đây. Không, cái gu thẩm mỹ của em nó trái chiều ghê lắm. Đi trước thời đại. Cái mặt của em rất là đàn ông, góc cạnh rau ria này kia. Mà cái áo của em thì nó lại đi ngược lại với những gì mà cái gương mặt của em có. Mấy anh nếu mà chịu quan sát thì chúng ta sẽ thấy cái hình tượng này. Chắc có lẽ là mấy anh đã bắt gặp ở đâu đó. Ở đâu em? Một cái hình ảnh của một anh chàng kỵ sĩ rất là lãng tử đến từ Roma Ý. Tôi thấy giống như mấy ông mà bên vũ đoàn múa mở màn đám cưới ở ngoài Palat. Coi hả? Nhỏ bên kia đang bận sang trọng, đẹp đẽ long lanh. Ông bận bộ đồ ra. Không. Ủa vậy hả? Đừng ngại, dễ với anh. Màu sắc là anh em mình giống nhau. Không, em đi thay áo. Thay cái lúa hả? Nó không định về đi thay đồ. Thôi. Có thể thay áo không? Không cần đâu em. Ý Trấn Thành nói là hoặc là đi về luôn chứ không cần phải thay áo làm gì cho mệt vất vả. Đúng rồi. Yeah. Nếu mà bạn này mặc bộ đồ của Phát vô nhìn khác liền, ra múa mở màn liền. Mọi người ơi đừng tập trung về Phát nữa, hay để Phát tự nhiên thoải mái nghe. Nhưng mà áo kỳ thiệt cái cho Phát. Sao vậy anh? Ừ, kỳ. Thật ra là đến cái này em nhìn em không có kinh nghiệm, em nhìn không biết là hát hay hát dở thì đi về đi. Ờ đúng rồi. Dạ không, anh ngày hôm nay em đến đây với một cái vai trò rất là gọi là sao ta, then chốt. Wow. Rồi kêu bên này. Mà cái cậu này cảm giác hồi nãy mình coi clip với lại hiện tại cái mặt ở ngoài là một cái nét xàm nó hiện lên nhiều quá. Cái phần dở nó nhiều hơn cái phần hay. Nè, hay đó, bà số 2 o bế kìa, kìa thấy không? Có đúng. Số mà 6 người hát dở. Có số không ai hát hay luôn em. Chọn có luôn ha anh. Số đó anh Nghĩa quay riêng nha. Ủa vậy là phải trước khi tới đây là không có coi chương trình luôn. Dòng ai đó. Game show mà rất là vui, đúng không? Rất là em giải nghĩ trí. Là mình qua luôn cũng được. Anh nghĩ rằng mình nên qua đúng thiệt. Dạ, qua đi cho dạ. Cái tiết tấu chương trình nó sôi ha. Tâm dạ. Em đang sạch định làm em dọn bỏ. Nhưng mà có một cái loại giải mà nó làm cho cái não mình bị yếu đi. Thì cái giải gấp lại xếp ly, xếp ly đó. Bao nhiêu nếp nhăn trong não nó dồn vô ra. Giờ cái não phản lì nghĩ được gì như ta đó. Lúc nãy phát clip lên thì em không có quan sát clip. Em quan sát anh này thôi. Là thứ nhất, thứ hai nữa là nhìn anh không có một cái sự khao khát kêu mọi người là hãy chọn tôi đi, bây giờ tôi hát hay. Tôi nói có đúng anh ý của anh hay không? Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sáng nó đúng á. Sao đúng? Quan sát kỹ đó, quan sát kỹ đó anh. Số 3. Không khao khát phải không? Được. Loại. Mấy em ơi, cái mặt khao khát giùm anh. Cái mặt thèm muốn giùm anh. Nhìn cái mặt số 3 là muốn đi về. Đó. Cho người ta thấy mình khao khát, nếu không là bị loại nha. Nghe nè, nghe nè, nghe kỳ sĩ đây. Nói nè. Theo như những gì mà em ngồi kế anh Giang nãy giờ, quan sát cái sắc thái của anh khi mà cái clip phát lên, em không biết clip mà em nhìn anh Giang. Trời đất ơi, gì kỳ nghe vậy? Mày điên không vậy? Mày không dòm clip. Điên rồi. Không dòm cô ta mà dòm Giang chi? Tao phát clip mày nhìn ông Giang. Không phải. Tại vì anh Giang với anh Thành là hai người ngồi ở đây từ đầu mùa tới cuối mùa. Thì mình coi ảnh để mình lấy kinh nghiệm. Theo như nhìn anh Giang, nhưng mà em biết được thần thái của bạn này rất là tự tin. Rất tự tin. Rất tự tin. Sao mà nữa? Người ta có cái gì đó thì người ta mới tự tin. Đứa tự tin nhất là mày đó Phát. Trời Phát, anh không thiệt luôn, anh không tưởng tượng được.
Tại sao mày sở hữu cái mặt đó, mày sở hữu cái trí não mày vậy? Thành ơi Thành, em có nhớ vị trí cái ghế này là của ai ngồi trước đây không? Dạ thưa anh, theo truyền thuyết của chương trình thì cái ghế này của tôi là cái ghế biền quyền rủa, là ghế em đang ngồi đó. Ghế thiên đúng không? Trời ơi, cái ghế này ai mà hợp á, nó theo về nhà luôn đó. Thôi ghê quá à. Ba đứa đẹp thiệt đẹp, vô đẹp thiệt đẹp, ai cũng tưởng là gái đẹp, nói chuyện đồ lịch sự. Ngồi nấu điên cùng hết em. Ba đứa rồi. Cái qua đứa thứ tư, trời ơi, ai ngồi cái dòng nó nặng hơn, nó rút về bên kia. Ủa là qua đấy hả? Miu ở luôn bên kia, bây giờ tới một phát là người thứ hai dính đó. Là chính xác là chỗ này luôn đúng không? Là chỗ đó đây rồi. Là ngay đây luôn anh. Ừ. Phát, phát, phát. Em ngồi đó giống như ngồi đầu anh đó Phát. Có dòng coi. Anh nói em nghe nè Phát, cái gì nó là vật chủ chứ nó không phải là vị trí. Em hiểu không? Chuyện tới nước này rồi thì... Đó, chuyện tới nước này thấy chưa? Em thật ra thì em nghĩ là cô gái số 5 này hát hay. Cô này hình như là em có gặp ở đâu đó, ở một cái tụ điểm nào đó rồi mà em không nhớ đâu. Là tụ điểm ca nhạc á hả? Tụ điểm ca nhạc á. Tôi nghĩ hát hay luôn. Em cũng nghĩ là hát hay á. Trời ơi, sao nhiều người nghĩ vậy? Vì sao? Em cần một lý do. Mấy anh không thể nào nói xuông như vậy được. Trời ơi. Trời đất ơi. Thằng Phát giống như là lâu quá nó bị tù túng, nó bức bối trong não á. Con không có cãi rồi. Phát nó chưa có người yêu luôn á. Không, thật ra là tại thấy mọi người đang đồng quan điểm với nhau thì muốn cho mọi người có chút xíu không khí thì em nghĩ là bạn này không khí hay. Em ơi, cái không khí em đưa đến là không khí ngột ngạt đó. Đây là vị trí như đã từng nói chung chương trình. Chung chương trình.